Ui, nó rít, nó rít anh em ơi. Đúng rồi. Đấy, hàng ngon. Đây rồi anh em ơi. Ui, nó phóng. Hello và xin chào 500 anh em, quay trở lại với Phương Thảo Fishing nhá. Lần này dẫn anh em đi một địa điểm mới đẹp cực kỳ, hồ rộng bát ngàn luôn, đây hồ tự nhiên anh em ạ. Đây nó có hai hồ rất là rộng luôn. Còn một hồ với tít bên trong, nghĩa bây giờ em phi vào tận bên trong anh em ạ. Này có nhìn xem, rộng ra cảnh đẹp bát ngàn luôn. Thì hồ này nó em đánh nó sẽ là hồ tự nhiên anh em ạ. Đặc sản ở đây nó chỉ có rô phi là chính. Đấy, đa phần là rô phi. Nó em đi đến đây thì thấy những rô phi con này nó nổi rất nhiều. Đợt trước em có đánh một video ở đây thì hôm đấy được một con chép, con đấy khoảng hơn 2 cân thì nó bóng mất. Hôm nay lại tiếp tục chuyển vào vị trí trong đó anh em ạ. Hơi gió anh em nhé, hơi gió, nay đi buổi hơi gió. Mặt trời đang chuẩn bị lên anh em, giờ lên đường cho nó sớm rồi, đi vào tận trong bên kia cơ. Vào hồ bên trong nó hơi xa đấy, mang cả thùng đi đựng cá luôn các bác nhé. Ba lô các kiểu, ý, này đi có một mình thôi. Vừa nãy em đi ở bên ngoài kia thì em phải đội mũ bảo hiểm vào trong đây thì không cần nữa anh em ạ. Trong đây không công an. Ở Hải Phòng chỗ em không đội mũ bảo hiểm cứ thò được cái là bị xích ngay. Đi thôi. Đây, hồ sâu nguy hiểm cấm vào. Đây là cái hồ thứ hai của nó anh em này. Cho bác xem ấy, đây nó phải một đống cá luôn. Bình thường hôm nọ em đi qua đây thấy nó ngao rất nhiều luôn. Hôm nay mới có nào. Đây, hôm nọ em ra cái lỗ này em nhìn thấy nó có nhiều cá lắm. Hôm nay không thấy có nào. Rộng gì có nhỉ, thì rộng bát ngàn luôn. Ở trong kia còn có những cái bụi la, bụi sậy kìa. Đằng sau này quá nhá, đằng sau cái hồ này ấy, nó tít đằng kia nó có cái hồ to nữa, nó ba hồ to như này luôn. Đây là hồ của đây, đây các bác ơi, đây phải 1 tỷ con rô phi cơ. Để các bác nhìn kìa, toàn rô phi các bác kìa, chỉ còn to còn to. Em dù các bác xem đây còn to này. Cái gốc cây cỏ này các bạn, đấy có nhìn chưa, đấy rô phi đấy, nhiều lắm. Ở đây không ai đánh bắt cả, cá nó cực kỳ kỳ nhiều luôn anh em ạ. Ủa, em đi đêm thấy có cái cây đẹp chưa các bác này. Cây này mà làm bonsai thì cái nào hôm nào em sẽ làm đào hai cây này về các bác, em trồng trọng. Này các bác nhìn xem thấy đẹp chưa. À, cái này là nó con trâu con bò nó ở đây nó gặm nhiều hình đá như vậy các bạn. Đây quá như thế này, em không dám quay. Đó. Thế bonsai đẹp chưa? Này, hai cây này nó mà trụ màu nhau đi. Ở nào em cầm cái thuổng này đào, đào hai cây về trồng thì đẹp lắm. Trồng gom với nhau các bác ạ. Còn bây giờ đây thì câu cá đó. Nhìn hai cây này là thấy thích rồi đấy. Ở đây phong cảnh nó cực kỳ đẹp anh em ạ, thoáng đãng, không có một tiếng ồn. Chỉ có tiếng sáo rìu thôi. Hôm nay do là hồ đây nó rất là rộng mới sâu. Em sẽ đánh cần dài các bạn, đánh cần dài đánh 6F3 đi. Và hôm nay sẽ đánh một cái cây mà bán từ rất là lâu rồi nhưng mà chưa bao giờ đánh các bạn. Đấy bán từ rất lâu chưa đánh, nhiều anh em hỏi là sao bác không đánh cây này đi, không hiểu trước toàn đánh cái cây cuốn cần đấy. Tại vì cây cuốn cần nó lâu hỏng quá thì ra là chưa đánh được cái cây gamma này. Được triển khai 6 đã, bị em 6 đã xong rồi mắc nữa vào đánh luôn anh em. Hôm nay em đánh 6F3 anh em ạ, đánh rất là xa luôn. Úi dồi ôi, gió. Khó. Này đánh mười mấy mét. Giật ok đấy. Mười mấy mét mà giật vẫn là ok. Chết túi. Luôn cục mồi xuống các bạn.
này đánh săn hàng này, người ta này em bó mồi rất là to luôn các bác nhá. Nhưng mà mồi hôm nay thì em lại không cho bột mì để cho nó nhanh tan. Cục to mà xuống một lúc nó sẽ tan ngay đấy các bác ạ. Chứ không cho chắc mồi nữa. To, sổ to quá. Sầu lắm. Đấy. Như này giặt là ok này, phao 20. Xuống thi thính. Hôm nay thả thi thính này các bạn ạ. Đây rồi, đóng rồi anh em ơi. Úi dồi ôi. Ba con lô phì các bác ạ. Ba chú lô phì pha. Cầu thế này thì đây, siêu phẩm đây anh em này. Các bạn đi câu. Úi, đấy ba con nha. Đi câu tự nhiên này có khá không? Đóng này, xuyên cả mồm. Rồi, cá bé hôm nay là em không bắt con nào hết. Lô phì. Lô phì mấy tí. Mấy tí còn đúng không ạ? Toàn con này. Không bắt cá. Này cá rô phi con không bắt các bác ạ. Sân hàng bắt cá to này. Con nào rô phi nào to cũng bắt. Đóng ngay. Đóng con gì to thế mà trượt các bác ạ. Còn to luôn đấy. Đóng cái kì. Dã man không ăn vảy anh em ạ này. Đóng nó kì luôn. Kinh thật đấy. Con đấy to luôn anh em ạ. Đóng không lên được luôn. Dễ hàng đấy các bác ạ. Kinh thật đấy, đóng khoát nó kinh sợ. Gió to đấy. Mẹ nào mẹ, mấy con này. Đấy rồi. Hai con. Thôi cứ cho hai con này vào túi ạ. Xe xốc nếm may là giờ từ lấy giờ toàn thu phi con này chết dở. Ngay đánh xa bờ tính săn tí hàng. Rồi. Quá. Bắt nó ít cá còn được. Gió to quá anh em ạ. Cố gắng lấy ít cá. Chẳng may lại móm này hỏng.
Con này cứ thả xuống cái là nó ních ngay. Thế là cá to không kịp vào. Sóng gió to quá các bạn, em chuyển sang đánh nụ đi. Nhìn cho nó đỡ chóng mặt. Gió to cánh phao bị ngả, đánh nụ thì thoải mái luôn. Đấy, này có ngả vào mắt, mất tội nó hơi bé, hơi khó nhìn. Đầy rồi, đầy rồi, đóng rồi anh em ơi. Ui, chấm lên anh em ơi. Hàng rồi. Mày chạy đâu? Chạy đâu anh em ơi? Phế chưa? Hàng anh em ơi. Ui, nó rít anh em ơi. Đúng rồi. Đấy, hàng ngon. Đầy rồi anh em ơi. Ui, nó phóng. Ăn chưa? lên lỗi. Nói đây rồi. Mày chạy đâu? Chạy đâu em ơi? Hàng đây anh em này. Vào đây. Đóng thả mặt. À chà. Đấy rồi. Rồi cắm viên phải lên đan chứ. Thú cần vào đó. Này. Chấm đen anh em ơi. Về chưa? Dậy áo chưa các bác này? Đấy, xịn chưa các bác này? Kỳ nó có quả nó vít các bác thấy đảo chưa, nó móc vào túi cá rồi. Rồi đẹp nhắc lên anh em nhé. Nó móc vào túi cá các bác này. Con này đít được quả ngon thật. Đây là... Đó. À, anh em này phê chưa? Đen đây chứ, đen đâu có nhìn này. Trời, người này chóng mua quá nhìn này. Đã thật. Đẹp chưa? Người đẹp chưa quá này. Con này hơi bé nhưng mà ngon quá. Cá tự nhiên người nó gầy, có nhìn gầy Desimodes. Rồi cho vào từ rõ vào quá nhá. Săn hàng là đánh xa bờ thế. Đổi cái lụ cái cảm giác nó hiệu quả hẳn các bác ạ. Vừa gió to quá cái lụ kia nó cứ nghiêng ấy. Đây các bạn này, em vừa tháo cánh và đánh luôn cái nụ cho đỡ nghiêng cái tiện tháo lụ đánh thì ok ngay. Phải nói là phong thủy cũng tốt đấy anh em ạ. Đổi lụ cái đánh được ngay. À chà. Anh em thấy đánh cần tay nó có sướng, cảm giác nó đóng nó véo. Chỉ cần tay bo nó mới rít được cái pha nó hay thế anh em. Chứ đánh cần máy thì nó không phê lắm. Cần máy anh em phải cá phải chục cân thì nó mới phê. Nhưng mà đâu có cá 8 cân đổ lại đánh cần tay thì bo chết luôn thì cảm giác nó mới sướng. Bo cứng luôn đấy, đánh nục là bo cứng luôn đấy. Nó phê pha hơn rất là nhiều. Thì mấy loại con này chắc nó sẽ rơi khoảng cân rưỡi thì một phát em nhấc bay bờ ngay. Mà cá tự nhiên nó khỏe kéo đi sướng rồi.
cầu kéo cứ câu tự nhiên. Cầu kéo cứ tự nhiên là sướng các bạn. Tự nhiên nó phê hơn dịch vụ rất là nhiều, cảm giác nó đóng nó sướng. Lo phê, lo phê, lo phê. Sao? Đánh mười mấy mét đấy. Đấy. Bắn ngay, mày chạy đâu? Ba con, quả đấy là ba con anh em ạ. Mà rơi một con, còn hai. Hai con này cũng to luôn này các bác này. Đẹp thế này cơ mà. Đó, anh em thấy đánh đục nó có phê không? Đây, cho anh em xem, quả đấy nó chính xác nó là ba con thôi anh em nhé. Nó lên tới mặt nước nó rơi một con. Này, đánh đục này các bác nhìn này có sướng không? Đã nhỉ? Đấy, đấy, đấy. Này nó mới nhanh. Câu đài mà gặp bọn này nó tỉa thì mất mùa luôn các bác ạ. Vào đây, đừng đừng dậy, để anh gỡ ra. Ồ, một con này. Rơi. Đâu rồi? Thôi, dẫn kiếm mất rồi thôi các bạn. Đồ con, không tiếc. Nhiều đồ con phết đấy, thử lấy giờ em giật rất là nhiều cá rô rồi nhưng mà em không quay thì nó bé quá. Về những cái đoạn thế thì cũng bỏ đi các bạn ạ. Chỉ quay những đoạn là lên được hàng to thôi. Anh em xem hàng to nó phê pha. Chọn lọc những cái đoạn nào nó hay nhất thì sẽ đăng cho anh em xem. Nhiều bác bảo sao mà bác đi câu không gặp các con bao giờ. Thực ra là gặp nhiều đấy anh em ạ. Không phải là không gặp đâu. Nhưng mà những cá nhỏ thì em không làm video đâu. Làm cá to anh em xem sướng mắt. Mày đóng này, đóng rồi anh em ơi, hàng hàng các bác ơi, con này to anh em ơi, ui, con này bự 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 anh em ơi, hàng rồi anh em ơi, bự bự bự, wow, nó đi anh em ơi, được, phê, wow, đen anh em ơi, ơi các bác ơi, ui dù rít, ra được con đen nhỏ, ê già, ui. Ui bóng rồi. Ui. Được rồi, con đen nhỏ nữa anh em, nó bóng mất rồi. Ê, đóng phê phê quá các bạn, nó đi sướng quá. Phê phê. Ê, tuy là bóng nhưng phê, con này bé thôi, bóng cũng không tiếc các bạn. Một cảm giác đánh nó sướng thật các bác ạ. Thích quá. Không tới. Ây da, anh em thấy đóng cảm giác nó phê không? Con đấy đóng mình nhấc nó bổng quá, nó cao quá là nó toạc ra mất. Nhưng mà không sao, con đấy bé thì có lên em cũng thả thôi. Này, nó toạc ra, nó cuốn mà bây giờ không sao gỡ này là các bác này. Này, nó nhìn thấy nè, bác xem. Cuốn cả vòng lên luôn. Đã thật đấy, con đấy nó rít, nó bò sướng thật. Víu 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 víu. Đây là rồi. Ít sao. Đóng này không mà nó nữa này nó đóng quả nó vào hết khớp rồi mà nó toạc thịt mất thôi. Không tiếc con đấy thì em không tiếc con đấy là nó hay còn nhỏ quá. Đấy, ok. Đấy các bác thấy mồi có phê không? Này, cắm viền phải có cái này thì đánh đen nó mới nhạy được.
Từ ngày xưa đến giờ các bác thấy có lần nào em đi có các viên hầu như là cũng đều được chóng đen cả. Thế hầu như còn nấu cái đợt trước đánh ủ chua thì đa phần chỉ rô phi chép mới chấm cỏ. Còn chấm đen thì chắc chắn là nó phải có cắm viên rồi. Cái này rồi ốc thì nó không thể bằng cái cắm viên này được, ốc không nhạy, không thể nhạy bằng cắm viên. Vì ốc nó không có hương vị, nhưng bây giờ mà có thả ổ ốc xuống thì nó cũng vô nghĩa. Đấy. Có anh em nào đi đánh mỗi ốc mà được chấm đen bao giờ đâu, đúng không bác? Phải có hương liệu các kiểu vào, hoặc là có cắm viên vào thì ok được. Đánh cắm này cũng gần như là nó là mồi tổng hợp rồi. Chết chưa, hai nhóc, một nhóc vàng tươi anh em này, để một chú này vàng tươi ngon luôn, con kia hơi đen. Là nhờ những pha đóng lục này, cứ đóng hai con phát con này vàng tươi luôn các bác nhá. Con kia đen xì nó lên đây nó rơi mất rồi, những con này mới ngon này. Đó vào đây thành quả này anh em này. Này bóng mất một con đen này mất một con gì đó to to không biết, và lên là một đám mớ rô phi. Rô phi thì nhiều lắm đấy, có nhìn chưa, rô phi thì cực nhiều luôn. Con đen trông ngon thì có nhỉ. Rồi bây giờ về anh em nhé, chỗ đen ngon.